Việt Nam 14/37 rút ngắn việc đạt được mức lương 44.000 bảng Anh trên năm, tương đương 1,4 tỷ đồng, sẽ mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc. Theo một nghiên cứu mới được công bố, việc đạt được mức lương 44.000 bảng Anh trên năm, tương đương 1,4 tỷ đồng, sẽ mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc. Deposit photo trên Jack on Immerse nếu đạt được mức lương 68.000 bảng Anh trên năm, tương đương 2,2 tỷ đồng, bạn sẽ có cảm giác thỏa mãn với cuộc sống. Tác giả nghiên cứu Andrew Zieber nhấn mạnh, những khoản tiền đó có thể gây kinh ngạc vì những gì chúng tôi thấy trên TV và các nhà quảng cáo thường nói với chúng tôi rằng, không có mức trần về việc cần bao nhiêu tiền để cảm thấy hạnh phúc. Chúng tôi đã phát hiện ra rằng, thu nhập lý tưởng là 68.840 bảng Anh và nó có thể mang lại cảm giác thỏa mãn với cuộc sống. Trong khi khoản lương từ 43.478 bảng đến 54.347 bảng Anh sẽ mang lại cảm giác hạnh phúc, nhà nghiên cứu người Mỹ nói thêm. Cũng theo ông Zieber, tiền chỉ là một phần những gì thực sự làm chúng ta hạnh phúc và chúng tôi đang tìm hiểu thêm về những hạn chế của tiền bạc. Nghiên cứu được công bố dựa trên số liệu thăm dò của Gallup World, khảo sát hơn 1,7 triệu người ở 164 quốc gia. Ngoại lệ có lẽ kết quả nghiên cứu của Andrew Zieber đã không đúng đối. Với Việt Nam, GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2017 ước tính đạt 53,5 triệu đồng, tương đương 2.385 USD. Con số 2.385 USD còn kém xa mức lương có thể mang lại cảm giác hạnh phúc, theo như nghiên cứu của Andrew Zieber. Thế nhưng, theo Tổ chức Nghiên cứu Kinh tế Xã hội New Economics Foundation có sở chính tại Vương quốc Anh, Việt Nam là quốc gia có chỉ số hành tinh hạnh phúc SPI đứng thứ 5 thế giới, thứ 2 ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam là một trong 3 quốc gia có chỉ số hành tinh hạnh phúc Happy Planet Index cao và chỉ số dấu chân sinh thái nhỏ đủ để có sự bền vững môi trường. Bảng xếp hạng được công bố tại trang web Harper Island Indexer. Theo thống kê của trang Harper Island Indexer, nước có chỉ số SPI cao nhất là Costa Rica 44,7, xếp thứ nhất trong số 140 quốc gia. Các nước nằm trong top 5 lần lượt là Mexico 40,7, Colombia 40,7, Vanuatu 40,6, Việt Nam 40,3. Chỉ số SPI của nước Mỹ xếp thứ 108/140 với chỉ số SPI là 20,7. Đất nước có chỉ số HPI thấp nhất thế giới là nước Cộng hòa Chad, một quốc gia không giáp biển tại Trung Phi, với chỉ số SPI là 12,8. Nguồn: Báo Đất Việt.